Hà Nội Commuter sẽ là đơn vị đồng hành cùng giải đấu Aros PUBG Championship Season 2. Thế nên nhân dịp sự kiện đặc biệt này được diễn ra, Hà Nội Commuter sẽ dành tới cho những fan của Gearbike Aros một chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2018, khi các bạn mua một combo 3 sản phẩm của Gearbike như là main Aros, Vega Aros hay là vỏ cây cũng là của Gearbike luôn, hoặc là một combo gồm 3 sản phẩm khác của Gearbike Aros, các bạn sẽ được tặng một voucher giảm giá có trị giá lên tới 500.000 đồng. Các bạn hoàn toàn có thể dùng nó để trừ ngay thẳng vào giá. Còn với những bạn nào muốn mua bộ PC gaming Gearbike Aros thì quà nó còn to nữa. Ngoài voucher giảm giá ngay 500.000 đồng cho những bạn nào pre-order trước thì chắc chắn các bạn sẽ còn được tặng rất nhiều quà tặng khác nữa, ví dụ như là chuột gaming Aros M3 trị giá 1 triệu đồng, bộ 3 quạt LED RGB trị giá 700.000 đồng, giá đỡ Vega cũng có LED RGB luôn trị giá là 200.000 đồng và đặc biệt nhất đấy chính là robot Gearbike Aros phiên bản giới hạn trên toàn thế giới. Bởi vì đây là phiên bản giới hạn, thế nên là robot Gearbike Aros sẽ được tặng cho đến khi hết quà. Các bạn hãy đặt hàng PC gaming Gearbike Aros nhanh lên nhá.